Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Hôm nay mình rất hào hứng khi làm video kể về ngày chuẩn bị các loại nhạc cụ đến với thầy cô tại trường học về Cần Thơ, bao gồm organ Kirkman K200, K350 và sáo IRS24B để gửi tới các bạn. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Những thùng sáo số lượng lớn được xếp thành tầng cao, nhập về showroom đảm bảo hàng luôn đầy đủ phục vụ khách hàng. Hai bạn nhân viên cùng nhau mang những thùng sáo ra phía ngoài để thuận lợi cho việc chuẩn bị. Đây là organ Kirkman K350 và Kirkman K200, là hai trong những cây đàn bán chạy nhất của Minh Phụng Music. Những thùng sáo I24B với kiểu dáng vuông vức chắc chắn, logo Yamaha màu tím nổi bật. Trước khi nhân viên tiến hành đóng gói sản phẩm thì sáo I24B có cấu tạo nhỏ gọn 8 lỗ, chất liệu bằng nhựa ABS cao cấp, độ bền cao, được nhiều trường học đem vào giảng dạy. Để biết thêm thông tin về sáo, các bạn hãy vào kênh và gõ từ khóa IRS24B nhé. Đến Kirkman K200 và K350 thôi. Hai mẫu đàn này đều được sự đón nhận của khách hàng từ khi ra mắt. K350 được Kirkman trang bị tính năng Freeze và Synstop, đồng thời luôn cập nhật các style nhạc hot hàng ngày, tối ưu trải nghiệm của người chơi khi đi show. Còn K200 là một cái đàn đa năng, giá cả phải chăng, hỗ trợ cực tốt cho người mới bắt đầu học nhạc. Team đã có clip unbox và overview đầy đủ thông tin về cây organ của nhà Kirkman ở trên kênh. Các bạn hãy vào tham khảo nhé. Quà tặng cực kỳ hấp dẫn dành cho bạn khi đến với Minh Phụng Music, đó là bao đàn, chân đàn. Riêng K350 sẽ có thêm một pedal. Hàng kỳ này tất cả đều được cố định cẩn thận. Đội ngũ bắt đầu quấn hàng một cách chuyên nghiệp, chậm chậm tỉ mỉ trong từng thao tác. Lớp ni lông sẽ xử lý chuyện dánh chày xước hoặc thấm nước trong quá trình giao nhận. Quy trình đóng gói sáo và đàn đã hoàn tất. Toàn bộ sáo được quấn thành một khối và K200 sẽ được quấn chung với K350. Chuẩn bị lên đường thôi nào. Từng thùng hàng, đầu tiên là 4 thùng sáo của Yamaha, sau đó là 2 cây đàn của nhà Kirkman, được team cẩn thận mang ra phía ngoài, chất lên xe và ràng dây kỹ càng để khởi hành về Cần Thơ. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này và các nhạc cụ khác, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.